rất lâu tâm niên huyền thoại của Jiraiya. Và nó bắt đầu một cuộc hành trình của thế chiến thứ hai. Nạn đói xảy ra khắp nơi và chắc có lẽ sập đổ tất cả. Người thắng không thể gặp mặt, dường như là họ đã tan hoang cửa nhà. Ở ngoài kia ngoại ô có cậu bé có lời tiên tri, sống với cha mẹ và cậu là hậu duệ của tộc Uzumaki. Nhưng nhầm lẫn của các ninja đã tạo ra một cậu bé muốn thay đổi thế giới hòa bình để không còn mất cha mẹ. Và đó là lần đầu tiên cậu sử dụng mắt Rinnegan. Khi các tên ninja trước mặt trong lúc cậu còn đang khóc than, cậu trở thành trẻ mồ côi khắp đất nước cậu lang thang. Còn chú chó tên là Chibi và nhận bánh mì từ Conan. Đi đến nơi Conan ẩn náu đã gặp chàng trai có cùng ước mơ sẽ tạo ra thế giới hòa bình của riêng chúng ta nhé Yahiko. Cả ba chúng nó cùng nhau kiếm ăn, đôi lúc họ còn cấp giả vì sự tồn tại và cả ước mơ của ba chúng nó có ngày thành sự thật. Chibi của Nagato bị các ninja giết chết. Cậu gặp tam ninja huyền thoại Orochimaru yêu cầu giết hết, nhưng Jiraiya ở lại để bảo vệ ba đứa, dạy bảo những thuật lại cho các cậu suốt 3 năm tại lần mưa. Và rồi lại một lần nữa tấn công từ các ninja lần đó, thêm một lần nữa dùng Rinnegan sử dụng để đánh trả. Ngày Jiraiya đã tạo động lực tiếp tục dạy bảo Nagato vì cậu muốn rằng có thể bảo vệ Conan và cả Yahiko. Quay trở về lần lá, ngày đó ông nhận được tin rằng ba đứa trẻ ông dạy đã chết, chuyện đó thật khó tin. Nhưng ai có biết được rằng ba người đó thành lập tổ chức Akatsuki là tên hội gọi và Yahiko là người lớn nhất. Obito đã tự nhận mình chính là Uchiha Madara, muốn gia nhập Akatsuki lý do giúp đỡ cho bộ ba. Kế hoạch tiêu diệt thành viên đứng đầu Akatsuki của Hanzo, Yahiko đã tự nhảy vào kunai tự sát trên tay Nagato. Cậu đã rất tức giận ngay thời điểm đó, triệu hồi tượng quỷ giết tất cả ninja ở đó rồi cậu mang xác Yahiko đi. Cậu trở thành nhà lãnh đạo và đấng tối cao tại làng mưa, dùng xác của Yahiko để tạo ra vũ khí mạnh hơn nữa. Rồi đã tin khác để bắt đầu nội chiến và đi nắm quyền một đội quân mới do cậu điều khiển, chắc ra rất lớn được gọi là Pain, nhân quyền kiểm soát và cả ám sát giết chết tên Hanzo. Vì trong lòng cậu vẫn còn phẫn nộ từ cái chết Yahiko. Sau này cậu đã giết chết người Jiraiya mà không ngần ngại, đáng tiếc lúc đó chỉ có mình ông không thể khiến cho họ dừng lại. Gửi một đoạn mật mã chúc sức cuối cùng về làng lá, và đó cũng là giây phút ngắn ngủi của ngài tam niên huyền thoại Jiraiya. Đó là phần Madara thực hiện kế hoạch tinh nguyệt nhãn, khi Nagato còn bé đã ké cho cậu con mắt lục đạo Rinnegan. Đó cuối cậu tiêu diệt gần như hoàn toàn ngôi làng lá, Nagato dùng chiếc trai còn lại hồi sinh cho con người Konoha. Phan ha, chủ áo anh Phai. Xin hãy subscribe and like và chưa có ấn subscribe. Yeah, yeah, yeah.